Con chào cô Tiến ạ. Chào các bạn lớp B4. Con vừa vẽ xong một bức tranh con cua đi bên bờ biển. Con có thích bức tranh này không? Có ạ. Con chào các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn và các cô. Bye bye. Bye bye.